Namen. Und ihr habt mich sehr, sehr angespannt, weil ich die letzte Familie von dem Namen gehört habe. Das war's dann, ne? Ja. Auch, hey. Mit der Rasse in der Leier. Jetzt singen. Rất là cảm ơn. Nó có mấy Việt Nam này, mấy một gia đình của nhà chị Duy, của nhà Tú ạ. Lấy một tấm lòng ra, đái nó một người khách coi như là người trong đẹp gia đình. Hôm nay nó muốn một lòng cảm ơn mấy người ở đây, nó coi như là gia đình mà nó rất là vui. Là cho các con này. Chào ba, chào ba, chào mọi người luôn.